Chào dạ, con. Dạ em chào anh bên cạnh ạ. Và chào toàn thể các khán giả trong trường quay. Dạ em tên là Lương Minh Duyên, năm nay em 22 tuổi, em quê ở Phú Yên ạ. Hiện tại em đang là nhân viên trong văn phòng ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Và hiện tại em cũng đang sinh sống ở Đồng Nai luôn ạ. Rồi, mời em trai. Vâng, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng bạn nữ bên cạnh và toàn thể khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Ngày Hèo ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Xuân Phú, 24 tuổi và giờ là quê quán ở Nghệ An và giờ đang công tác tại Củ Chi. Dạ vâng, giờ em đang là làm chức chính trị viên phó đại đội. Bên đây người ta 22 tuổi á, 22 tuổi á, mà nói nghe nè, một bí mật đó nha, trời ơi, nói sao? Chung là thực sự là rất giống một cái một bạn ở trong showbiz á. À vậy ạ. Nói nghe nè cưng, cái điểm mạnh của cưng là cái gì? Dạ điểm mạnh của con đó là con biết bơi, con biết chơi thể thao, con hòa đồng vui vẻ học bác. Và ưu điểm của con lớn nhất trong ngày hôm nay đối với anh đó là con biết bơi. Tại vì sau này là anh không sợ con hỏi cái câu là giữa mẹ và em rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai. Tại vì em biết bơi, anh cứu mẹ anh đi, em tự bơi vô bờ. Ồ trời ơi. Nè, nè chú rể ơi, đẹp mà duyên dáng nữa đó nghe. Đẹp mà còn duyên dáng nữa. Rồi bây giờ nè, mình nhiều điểm mạnh quá thì mình có điểm yếu nào không? Dạ có, con có điểm yếu đó là con tự ti nhút nhát. Không có được, mình phải mạnh mẽ lên nữ quyền. Dạ. Nếu như mà mình có một người yêu mà làm trong quân đội nữa thì mình càng phải mạnh mẽ nữa, đúng không? Ừ, đúng rồi. Đó. Thôi bây giờ em hãy nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Vâng, đối với em thì ưu điểm thì cũng tương đối hòa đồng, vui vẻ. Và đối với những người trong quân đội thì cơ bản là tính tự lập rất cao. Có mà khuyết điểm gì không? Dạ thì khuyết điểm thì cũng có. Em tương đối là nhút nhát. Nhất là đối với người khác giới. Trời ơi, hai đứa đều nhút nhát hết là sao? Thì hai đứa nhút nhát mới lên đây nè. Ờ ơi. Dạ thưa cô, là trong các loại bộ là con thích nhất là bộ đội ạ. À loại bộ là thích nhất bộ đội dạ, hả? Dạ tại vì con có ước mơ đó từ nhỏ rồi. Từ nhỏ là con đã rất là thích bộ đội rồi. Tới năm 12 thì con thi công an thì con bị rớt. Mà ba con là thích công an nữa cho nên là ba rất là buồn. Còn con thì con muốn đi tham gia nghiệp vụ quân sự. Nhưng mà má không cho. Má nói là con cứ học đại học đi, xong rồi lấy bằng về đây má cho đi. Nhưng mà bây giờ con đã học xong rồi, má cũng không cho đi luôn. Vậy hả? Nhưng mà lý do tại sao con lại yêu bộ đội? Dạ tại vì là con rất là yêu nước rồi. Tại vì là con muốn cống hiến cho đất nước. Nhưng mà hiện tại thì con đã học xong rồi cho nên là con thấy là cái ngành nào cũng cống hiến cho cũng đất nước. Cũng là cống hiến hết. Cho nên là với công việc hiện tại của con thì con cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt để trời ơi, hay quá. Rồi bây giờ Phú cho bên kia biết mình đã trải qua mấy mối tình rồi, chàng trai 24 tuổi. Dạ thì về mối tình thì em cũng đã trải qua một mối tình trong thời kỳ học viên. Thì sau khi năm thứ hai thì em cũng đã yêu một người và đến khi năm ra trường và cô ấy thì bằng tuổi em và đang làm công tác tại Hà Nội. Ra trường học 4 năm, em học 5 năm. Mà do cô ấy là ra trường trước và giờ công tác ổn định thì và sau khi em ra trường được phân điều động vào công tác thành phố Hồ Chí Minh thì và do khoảng cách địa lý xa quá và công việc của cô ấy đã ổn định cho nên em chia tay. Do khoảng cách xa quá. Dạ vâng. Bây giờ anh hỏi thật đó. Em nè, Củ Chi với lại Nhân Trạch Đồng Nai đó xa không? Nếu có cần một lý do thì cũng đâu có xa đâu, sát bên luôn à. Nhưng mà biết sao không, cái yêu bộ đội là chắc chắn cho dù các bạn có ở gần nhau thì các bạn cũng vẫn phải chấp nhận là yêu xa. Bởi vì có những lúc là các anh ấy không thể nào đi ra khỏi trại được, đúng không nè? Thì bạn có chấp nhận cái tình yêu như vậy không? Dạ có. Cái lúc thì chương trình có hỏi em là ở Củ Chi được hay không ạ? Nhưng mà em nói là ở đâu cũng được, hải đảo hay là vùng sâu vùng xa gì cũng được, không nhất thiết là gần hay xa, nhưng mà nói chung là bộ đội là được. Trời ơi tuyệt vời quá. Bên đàn trai nghe là chịu lắm luôn rồi đó. Nhưng mà nó có mấy mối tình rồi, hỏi cô Vân. Sao con đã từng yêu chưa? Dạ rồi ạ, dạ thưa cô Hồng Vân là con đã có một mối tình rồi ạ. Và năm 2 đại học ạ. Một bên là gia đình ngăn cản, một bên má con là chưa muốn chân yêu ạ. Và một bên là bạn đó lăng nhăng. Nói chung là tứ đổ tường, cái gì cũng có ạ. Ồ vậy cho đó. Cho nên là con nhận ra sớm cho nên là kết thúc ạ. Bây giờ mình trở lại với thực tại. Bạn gái muốn tìm một chàng trai trong lý tưởng như thế nào? Nhưng mà nếu được thì cao hơn con một xíu ạ. Cao một xíu là bao nhiêu? Dạ cao khoảng 1m65 trở lên ạ. 1m65 trở lên. Cái điều gì mà bạn không thích ở cái người bạn trai của mình? Dạ chắc là con không thích anh bên đó hút thuốc ạ. Con thuốc không Phú? Có. Trời ơi. Bây giờ người ta không muốn hút thuốc thì sao? Mình bỏ được không? Đó là lý do động lực để em phải bỏ. Đó là lý do phải bỏ ha. Dạ. Nhưng nghĩ hút thuốc bỏ được mà.
Có bao giờ mà bạn hình dung cái người đàn ông của mình phải giống một ai đó? Dạ con không có cái tiêu chuẩn gì ạ. Nói chung là chỉ là bộ đội là được. Trời ơi, tôi yêu bộ đội đến mức trời như vậy nha. Chỉ là bộ đội là được thôi, trời ơi. Đây là một cái điều mà đó giờ mình chưa bao giờ thấy trong nhìn bạn của họ. Tức là không cần yêu cầu, chỉ cần yêu cầu bộ đội là được. Bây giờ tôi phải qua tôi nhìn qua cái chú bộ đội này xem thế nào. Đó, thấy chưa? Hiền lành, dễ thương. Đấy, mạnh mẽ. Có khuôn mặt phu thê. Có không? Để coi coi, phu thê hay là gương mặt làm thê? Không, gương mặt phu thê, nhìn đi. Con chào chú ạ. Chào con, trời sao? Ơi. Thấy chưa? Dễ thương. Điềm lành rồi ha. Bây giờ hỏi nè. Điều mà không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của mình là điều gì? Dạ, chắc là vũ phu nóng tính ạ. Vũ phu nóng tính, đúng không? Lăng nhăng nữa. Có không? Bộ đội khó lắm. Kỷ luật thép luôn. Thành ra là với bộ đội là không bao giờ có tính cách đó. Cứ để bạn ấy tự trả lời đi. Không, cái đó là nguyên tắc rồi, không cần trả lời. Cứ để tự trả lời đi. Đàn trai đảm bảo luôn. Có người đứng ra bảo lãnh rồi. Sau này con bị đánh là con tiền chú Nguyên Linh. Đúng rồi, tiền đó, chú. Nhớ nha. Chú chỉ cho chỉ quy gặp luôn. Cảm ơn chú. Đừng có lo. Còn Phú kìa. Điều gì không chấp nhận ở bạn gái của mình? Không biết nấu ăn. Dạ. Không thể chấp nhận được là nếu con gái không biết nấu ăn ngon. Mình có biết nấu ăn không? Biết không? Dạ, nấu ăn thì con thuộc top trong nhà, top 3. Top 3. Top 3 trong nhà. Top 3. Nhà là sau mẹ. Thì nhà có 3 người là top 3 luôn. Đó. Ừ. Sau mẹ, sau bố. Trời, nằm vậy ngon chứ bộ. Cưng có tài lẻ gì không? Dạ nếu mà có tài lẻ thì để lát gặp anh con xin hát tặng anh và các chú ở đây ạ. Trời ơi, hay quá. Đó, có món quà tinh thần luôn rồi đó. Đứng luôn. Dạ em hôm nay em cũng có món quà để tặng anh rồi. Em mở món quà ra xem bạn gái tặng cái gì. Vâng, đây là một cái bút ạ. Cái bút có ý nghĩa gì ông Duyên? Dạ cái bút, em mong là cái bút của em nó sẽ đi với anh trong suốt những ngày sắp tới ạ. Và em cũng mong là anh dùng cái bút này để ký vào giấy đăng ký kết hôn nếu mà được. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Hai bạn cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đi. Em chào anh ạ. Chào em. Trước khi bắt đầu thì em với anh có thể hát chung một bài được không ạ? Dạ thưa mọi người, là sau đây em xin gửi tới mọi người bài hát hát về anh ạ. Này là cái bài rất là thích của em luôn. Một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Dạ. Một ba lô cây súng trên vai người chiến sĩ. Quen với gian lao, ngày dài đêm thâu, vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương, căn giữ trên miền đất mẹ. Cho em thơ ngon và vui bước sớm hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân, đôi lúc còn hẹn hò ước mơ. Đã có lúc hy sinh, nói hết bằng lời, nên động lại trong tôi những nghĩ suy. Rồi không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa con. Không có nghĩ nữa. Có lẽ nghĩ là do không có đàn, thật ra nó không vô nhạc. Bài này rất là dễ thương của nhạc sĩ Thế Hiển. Chứng tỏ được rằng là lý tưởng của gái ấy đã từ xưa đã hướng về bộ đội. Nhưng bài hát này cô ấy thuộc rất là rõ ràng. Có điều nó chưa trúng nhạc thôi. Ngày hôm nay con rất là dũng cảm khi hát rồi. Tại vì là bạn bè con dặn, ba má con dặn, hàng xóm con dặn lên đây đừng có hát. Rồi, lấy được một cái tinh thần lớn. Thôi hai bạn tìm hiểu về nhau đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào nào. Trên vai. Em cảm nhận người bộ đội đang ngồi trước mình như thế nào? Dạ rất là đẹp trai ạ. Cô này đẹp không nè? Dạ em đang tạm thời đang bị hút hồn sang phía bên kia. Đang bị hút đúng không? Đó, chị cảm nhận vậy đó. Phú coi như là cứ thẫn thờ đờ đẫn ra. Nhiều khi bị đứng hình một dao hút hồn rồi không có đứng luôn đấy. Vâng, thì từ lúc nãy em vào thì cũng nghe bạn bảo là rất có tình cảm với bộ đội và tình cảm từ và kể từ lúc 12 giờ thấy tình cảm bạn dành cho bộ đội là cũng thấy niềm vui nho nhỏ trong bản thân rồi, là thấy là có cơ hội lớn được rồi. Dạ, anh có gì để hỏi em không ạ? Đối với anh thì là người trong quân đội thì một môi trường đặc thù là thời gian ít bên gia đình, có nhiều lúc khó khăn. Thì em, nếu mà chúng ta tiến tới thêm nữa thì những lúc khó khăn thì em có thể
vượt qua và chịu đựng được tất cả. Chỉ cần anh không lăng nhăng, anh chung tình là được rồi ạ. Về thời gian thì cũng một tuần trực một ngày nghỉ, thì có thể tuần này đi tuần sau sẽ không gặp được, và tuần sau nữa sẽ lại gặp. Dạ được. À, một tháng thì trung bình chắc được 2 lần. Dạ được, dạ không sao. Mỗi bạn sẽ có một câu nói thật lòng mình về người đối diện, sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Em đã nói hết lòng của mình rồi, em chốt là một câu cuối là: anh ơi, anh có bấm, anh có thích em hay không thì anh cũng bấm giùm em. Tại vì dạ, tại vì là lúc mà má em đi làm cái giấy xác nhận độc thân cho em thì cả làng, cả xã, cả xóm đều biết hết rồi. Nếu mà anh không bấm là thôi Tết em không về quê luôn. Trời đất ơi. Cái này từ lúc vào đã đặt tình cảm rất vừa mới cao nhìn thấy đúng không? Vừa mới nhìn thấy là sao nè? Vừa mới nhìn thấy là đứng là muốn kiếm cái nút liền đúng không? Muốn kiếm cái nút liền. Hút hồn sang bên, giờ nhanh chóng để kiếm cái nút ấn. Đó, thấy chưa? Linh chưa thấy con trai nào quyết liệt như con gái này chưa á. Thường là con trai sẽ nói câu đó, nhưng mà hôm nay tôi lại thấy cô gái nói một anh bộ đội như thế. Trời ơi, cô bé thôi, này cô bé là này rất cá tính, quyết liệt đó. Mà quyết liệt cô bé thôi, này mình để tay mình nút bấm nữa các bạn. Các bạn đang đối diện với gia đình, với bạn bè, với người thân và hàng triệu người nha. Hãy thể hiện bằng cả trái tim của mình, bằng nhịp tim của mình với nút bấm 3, 2, 1. Rồi, chúc mừng. Đây, đứng xích lên. Hãy nắm tay nhau đầu tiên. Đó, cảm nhận cái nắm tay thế nào? Run quá. Để quà bởi Ni Tí nhận quà của chương trình. Vâng, thì nhân tiện trong chương trình hôm nay có gia đình và chỉ huy đơn vị, thì em cũng xin phép gia đình nhân duyên cho em được tìm hiểu duyên. Và nếu như tìm hiểu được thì sẽ chăm sóc Duyên như thế nào? Hứa với ba mẹ của Duyên, coi như bây giờ em tưởng tượng là các cụ đang ngồi xem màn truyền hình đó, thì em hứa làm sao nè? Thì hứa sau khi mà nếu mà tìm hiểu được và đến với nhau cưới hỏi, thì em sẽ hứa sẽ chăm sóc Duyên. Những lời hứa đó nó còn mãi trên truyền hình nha. Vâng, không bao giờ thay đổi. Nếu hai đứa tiến tới xa hơn thì anh nghĩ rằng cái biên bản tình yêu đó sẽ là một điều rất đáng trân trọng. Con xin hứa với các chú ở đây, ba mẹ anh của anh ở nhà, thì con sẽ là hậu phương vững chắc của anh cho tới khi nào anh bỏ con thì thôi ạ. Trời ơi, thương quá. Chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau và sớm sẽ có một thông báo, một tin vui. Rồi Phú, chứng tỏ bản lĩnh rồi nè Phú. Nè đó, thấy không? Có gì đâu. Thật ra cái nãy không phải là nụ hôn đầu tiên, mà cái hửi đầu tiên thì đúng rồi. Mở rào. Tặng quà nào, đứng lên, đứng lên, đứng lên tặng quà nào. Dạ em chào anh. Dạ chào em. Dạ. Anh có ngày này anh tặng em một món quà thật ý nghĩa. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều và em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bây giờ em xin phép em để quà xuống đây. Đây này chị giúp. Nhân dịp kỷ niệm ngày hôm nay, ngày 29 năm chúng ta gặp nhau. Dạ. Thì em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. À, mà anh thấy cái chữ gì không? Anh thấy, đọc đi. Thấy chữ I love you. 3 từ 9 chữ một ý nghĩa. Anh yêu em. À. Cảm ơn em. Đang cần đây. Dạ, anh... Điều đó chính là phép dạ. Em. Anh có thích món quà luôn dạ. Quá thích luôn. Thích dạ. Không biết bao dạ, diễn tả thế nào. Dạ, em có thể đeo cho anh không dạ? Được. Dạ. Anh sẵn sàng. À, mình ngồi ganh tị với cái tình yêu này luôn á, thực sự. Em chưa có biết liền đeo sao nữa nè. Coi như là họ quên mình luôn á. Thôi. Em lần đầu tiên em đeo đồng hồ. Không gian này của họ. Em không có được chuyên nghiệp. Chị nè. Bạn con gái này rất là chu đáo, em không biết như thế nào diễn tả được hết. Bởi vì thôi dạ. Bây giờ chị với anh Linh tạm ngủ chút xíu nha, tụi em cứ làm gì làm đi. Mà nha. Anh có biết ý nghĩa của món quà em tặng cho anh? Anh biết, em rất quý trọng thời gian, anh cũng quý trọng thời gian, mong cho hai đứa mình sẽ tìm đến chung một cơ hội với nhau. Dạ, thôi. Em nói chuyện rất hay ạ. Nhưng mà thứ nhất là em thì một người rất là quý trọng thời gian, thì em chỉ có mong muốn thôi, anh sẽ dành những cái thời gian quý báu nhất của anh, dành nhiều nhất có thể theo khả năng để anh dành cho những người mà anh yêu thương nhất ạ. Nhưng mà anh thấy cái đồng hồ này nó hơi bị rộng đúng không anh? Đúng rồi, hơi bị dạ. Rộng. Thì cái đồng hồ này nó mới thì nó hơi bị rộng, nhưng mà anh chỉnh sửa anh cắt á thì nó sẽ vừa và nó sẽ đẹp.
em với anh mới quen nhau á, thì mình cũng chưa có hiểu nhiều. Thì sau thời gian khi mà mình tìm hiểu nhau, mình sẽ chia sẻ rồi mình sẽ quan tâm, thì mình sẽ chỉnh sửa và nó sẽ rất là tốt hơn. Cảm ơn món quà vô giá của em đã dành cho anh. Em thật là quý giá biết bao. Em sẽ để món quà này không cho ai lấy cái đồng hồ này. Chị đồng ý với quan điểm của em. Em trên bó hoa có cái tấm thiệp gì đó lấy tặng bạn gái luôn đi. Báo cáo em là món quà này thì ngày tôi, thì món quà này em món quà tâm huyết của em nhất là em vô thành phố vào Hồ Chí Minh ngày hôm qua để tặng món quà này. Dù biết thời gian rất là quan trọng nhưng mà công việc như hay là thể hiện sự tấm chân thành của anh đối với em. Mua quà ngày hôm qua nó cũng báo cáo nữa. Anh ơi, anh đập chút em đi anh, mình đập chung đi anh. Rồi, phụ nữ không phải để hiểu mà là để yêu. Nhận nhiều yêu thương trong đó có anh, đó là Hoàng Phụng. Trời ơi, thấy thương. Dạ, tiếp đây thì dạ em cảm ơn anh. Khi đến với trường quay thì mẹ em điều kiện cũng ở xa, mẹ em không đến được. Nhưng mà mẹ em đã gửi một cái tình cảm, đó chính là một bài thơ do mẹ em tự sáng tác ra. Mẹ em nói là hôm nay phải em phải dành tặng cho anh. Đọc cho chàng trai đó nghe đi. Phụng thảo đẹp mãi duyên tơ, không hẹn mà chờ hạnh phúc từ đây. Duyên sẽ thấm tình bền như đá, hạnh phúc này đẹp mãi hai ta. Xin hết ạ. Để đối đáp lại gia đình nhà gái, anh cũng có tài lẻ, bài hát và một bài thơ. Có hát hết luôn. Đã yêu hết mình. Cho một đồng hồ tay thật to đi mọi người. Tại như kênh là để cái đồng hồ này nó lỏng quá, tay em nó không có mất tự nhiên quá thì dạ. Anh thông cảm cho em nha. Mình về mình quá. Sẽ chỉnh sửa sau ha. Hai đứa làm luôn đi, chương trình được của hai đứa luôn đó. Hai đứa tự nhiên đi không sao hết trơn á. Dạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con tiền không còn theo sóng, con tiền không còn xa bến, mai xa mù khơi. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới chân, thấp thoáng đôi bao nhân tình đang đổ vui đắm say. Thì thầm anh nói với em một lời, anh có biết được ý yêu mình em. Cái này gọi là tim em bị loạn nhạc. Hết rồi, anh. Dạ. Yêu em nghe anh từ trong đáy tim em. Rồi, yên tâm, anh sẽ giữ trọn trong tim. Yêu em xin anh cho em tình yêu đừng cho dối gian. Xin hãy nói với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Dù bão xuân qua còn tươi mãi. Xin anh luôn yêu em như em hằng luôn mến anh. Xin hãy hứa với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Và mong sao cho lời anh nói hòa nhịp thao trái tim của nhau. Hay không các ông chị ơi, thủ trưởng? Quá hay. Tiếp em sẽ làm câu thơ nói về cô giáo. Anh ấp ủ mong tìm một người cô giáo là người nửa yêu thương của mình, có cái nghề cao quý, nghề tốt đẹp. Em là cô giáo anh thương, dạy trò chữ nghĩa trong đường lớn khôn, trồng cây làm đẹp nước non, trồng người làm đẹp tâm hồn nhân gian. Nghề em cao quý trong ngàn, quý em quý cả ngành nghề em theo. Trời ơi, con hay hai quá đứa rồi nói lời. Bây giờ nè, hai đứa đứng nhìn mặt nói lời yêu thương đi, được, tôi bấm nút luôn. Anh có cảm thấy là trái tim đang bị loạn nhịp không? Anh rất là bình tĩnh và tự tin. Trái tim này loạn anh nhịp. Nhìn em nè. Loạn nhịp nhưng anh mà nhìn em nè. Anh thấy thì cái tâm hồn của anh với tâm hồn của em rất là đồng cảm. Thì anh cũng mong em cho anh một cái nợ để hai đứa tìm hiểu nhau, cùng đi đến một mục tiêu lý tưởng, cùng chung một chiếc xe và không cho tên nào đánh cướp. Với phương châm tư tưởng anh là gì? Khi đến với chương trình, anh xem em là tất cả. Khi biết em rồi, anh làm tất cả để yêu em. Rồi, ôi hay quá. Em gái, em gái, rồi. Em gái nói. Và mộng sâu cho lời anh nói, hòa nhịp theo trái tim của anh. Em hy vọng là những lời anh nói sẽ đúng với là những gì nữa ngày hôm nay. Hay quá. Hung nụ huyên đầu tiên. Rồi, bấm rồi, nút. Bấm luôn. Chúc mừng. À.
Đây là cặp đôi đầu tiên sau 7 năm bạn quen hò mà ông Mai bà Mối là người bấm nút. I feel happy today. Tuyệt vời. Em thấy người đàn ông này có xứng đáng là một nửa mảnh ghép của em hay không? Dạ, chắc chắn là xứng đáng ạ. Đối tiếp như bạn em nói là ai vô em, giờ em sẽ nói tiếng Hàn Quốc. Saga Hanita. Anh yêu em. Saga. Ôm nhau luôn coi. Trời ơi. Trời ơi. À, con cũng xin chào bác trai. Thì bác trai thấy là nếu mà tụi con cưới nhau sớm thì bác trai có vui, có đồng ý không ạ? Nếu mà con mình đã chọn được vậy là mẹ nó với ba nó đều mừng dữ lắm. À, nếu được là tiến hành tốt thì nào mừng. Quá mừng. Dạ. Con cảm ơn bác rất nhiều. Mà thôi giờ xin lỗi thiệt, cháu Thảo là quê quán ở đâu à? Dạ con chào bác, thì con cũng đến từ là quê hương Bến Tre Đồng Khởi ạ. À. Là một điều rất là tuyệt vời về quê hương và rất là gần gũi để con tiện để chăm sóc mọi người thân trong gia đình. Nè, anh thông báo với em. Dạ. Cô giáo đây cũng là một đảng viên. Dạ. Phải không em? Dạ đúng rồi. Dạ thưa anh Quyền Linh. Nghe nha. Chị Hồng Vân. Rồi. Em tên là Võ Văn Phụng, năm nay 31 tuổi, hiện nay đang là công tác tại đại đội 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9, thành phố Hồ Chí Minh, quê quán em ở Bến Tre. Em đang mang quân hàm gì? Dạ, em đang mang quân hàm là thượng úy. Rồi, em giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Nguyên Linh, chị Hồng Vân, chào tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và tất cả khán giả gần xa đang xem chương trình của đài. Thì em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi, hiện tại là em là giáo viên mầm non. Và em đang công tác ở một trường quốc tế thuộc khu vực quận 7. Cô giáo mà lấy bộ đội thì quá tuyệt vời rồi ha. 29 với 31 cũng được lắm. Cũng hợp luôn á. Dạ. Em có thích người yêu mình là bộ đội không? Dạ em rất thích, cho là bởi vì em thích một cái sự nghiêm túc, một sự chuẩn mực về đạo đức, về tác phong. Em cảm thấy rất là hài lòng về điều đó. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì em là một người con của gia đình. Em là một người rất biết quan tâm và lo lắng cho người thân. Đặc biệt là em chăm sóc trẻ con và chăm sóc cho người lớn tuổi rất tốt ạ. Là một người rất là tôn trọng thời gian. Và em luôn giữ lời hứa của mình. Thì bên cạnh thì em sẽ có những cái điểm yếu, đó là em đang phấn khởi với một điều gì đó thì có thể là em sẽ nói chuyện hơi nhanh. Em có cái tài lẻ sở trường gì không? Ví dụ như hát hò, nhảy múa. Em thì không phải là sở trường gì lắm, nhưng mà em cũng rất là thích hát và thích làm thơ, thích tạo ra những sự bất ngờ dành cho những người, nhất là những người thân yêu của em. Tức là em lãng mạn đó phải không? Dạ. Thôi bên đàn trai. Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, ít uống rượu, đặc biệt là làm việc tới nơi tới chốn, nói là đã làm, sống thì giản dị lạc quan. Khuyết điểm của em là ít nấu ăn hay là sống nội tâm tình cảm. Bên nhà trai tâm sự thì em có đồng cảm không? Em cảm thấy rất là hài lòng ở một cái ý là anh nói đi đôi với làm á. Bởi vì em là một người rất là giữ uy tín. Bây giờ em phải nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi em trai. Báo cáo anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, toàn thể quý vị khán giả, đường tình duyên của em trắc trở. Thì khi đến 18 tuổi thì em vào quân đội, thì môi trường ở đây thì lẹn lẹn tôi, con người của em là trưởng thành hơn. Nhưng mà so với đó thì mối quan hệ của em thì với bạn nữ bên ngoài rất là thiếu thốn. Thứ hai nữa là nghề bộ đội là cái hy sinh nhiều cống hiến mà lại cần một người phụ nữ đi tìm hiểu với mình rất là khó. Nhưng mà đó giờ em có trải qua mối tình nào không? Dạ có anh, có hai mối tình. Dạ có hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất là mấy năm? Chắc khoảng một năm. Người ta yêu em mà em không biết. Đến lúc mà mình nhận ra thì mình đã cha đã đi lấy chồng rồi. Ủa gì đâu có sự chia tay đâu, đúng không? Dạ. Trời, mối tình gì lạ vậy? Cái đó không có tính, cái đó không có tính được. Không có tính mối tình được. Dạ. Đến mối tình thứ nhì đi. Dạ mối tình thứ nhì thì em theo đuổi người ta nhưng mà người ta không thương em. Trời ơi, tội nghiệp không? Thiệt, ông trái ngang dữ vậy trời. Mối tình gì đâu mà nó cạn kiệt, không có yêu được chứ vậy. Em sao em? Dạ em cũng đã trải qua ba mối tình. Dài nhất và sâu đậm của em thì trải dài 5 năm. Thì có một lần anh quyết định là phải đi lao động hợp tác ở nước ngoài. Đó thì khi đi lao động hợp tác nước ngoài thì có một cái lý do của anh và anh đã kết hôn và đã có gia đình, hiện cũng đang sinh sống ở ngoài nước ngoài. 2 năm sau thì em mới quen với lại một người. Bao nhiêu lâu? Quen được bao nhiêu lâu? Dạ 3 năm. Dạ. Trời ơi, em cũng bền bỉ quá ha. Dạ. Rồi mối tình thứ 3? Dạ, mối tình thứ 3 là cũng gần 3 năm vậy. Vậy mà không đến được với nhau. Mấy năm rồi đó. Bên đây là gần như không năm nào hết. Gần như không có. Hai bên đối nghịch với nhau. Dạ. Còn chú ráng nha chú. Dạ. Hai cái mối kia nó lãng hòm mà. Bây giờ chú có tưởng tượng là cái người yêu của chú phải giống ai không? Có cái mẫu hình, mẫu lý tưởng nào không? Em không có thần tượng ai hết. Người đó là một, thứ nhất là phải là mắt kiến.
Thứ hai là phải là cao hơn em một cái đầu. Về lẫn nghĩa đen nghĩa bóng thì phải trình độ phải là cao hơn em, tại vì mới chỉ huy. Thứ hai là có sự bồi dưỡng cho em để tốt thì cái nhận thức có thể giúp đỡ em trong công việc. Sao em thích người yêu đeo mắt kiến? Thể hiện cái sự tri thức. Trời ơi, có người đâu có tri thức đâu mà ta vẫn đeo mắt kiến. Đó là người bị cận nó khác. Thôi chào chị. Để Mỹ nói cho bà nghe. Cầu dạ. Được ước thấy đó, ước dạ. Đi. Mắt kiến có một cặp mắt kiến. Rồi một cái hơn một cái đầu thì người ta là giáo viên đó, kiến thức người ta cũng rộng rãi đó. Rồi chiều cao nhiêu nè? Chiều cao là không quan trọng, nhưng mà cái người phụ nữ này phải biết là cách cư xử cho nó lễ phép giữa hai bên gia đình, khéo léo và tế nhị. Em rất tính là tính rất là kỹ. Em có thích làn da bánh mật như em không? Da sao cũng được chị ơi, không có quan trọng màu da. Thương dạ. Ghê không? Sao không có da thôi. Lỡ dạ. Cái mặt mụn không rồi sao? Thì về nữa mua kem trị mụn, mới mốt hết mụn chứ lại tiếp. Thấy thương không? Còn em sao? Em muốn cái người yêu của em mà cao nhiêu nè? Chiều cao, càng cao hay càng tốt thôi. Anh thấy á, nãy giờ những cái ý kiến của em đưa ra là bên đây có đầy đủ phẩm chất hết. Trời, cô giáo dễ thương quá. Đó, bởi vì đeo mắt kiến vô đúng là đẹp luôn á. Ông đó cũng cầu được ước thấy đó đúng. Bởi vì đó. Ông trời thương em á. Hai cái mối tình lãng nhắc của em bây giờ hy vọng mối tình thứ ba nó có cái sự mà giao thoa qua lại đúng không? Anh thấy được đó. Thì anh mong em bấm nút gì vậy? Thì cô không bấm sao? Không bấm hả? Không bấm. Bấm nè. Không, không có hỏi. Hồi đây anh chạy cái nút nha. Đây. Đây cái nút này nè. Đây. Muốn vợ quá rồi. Các bạn có rất có duyên gặp ở trên sân khấu Bạn Nguyễn Hòa này. Hy vọng là cái duyên đó nó tạo nên cái phận nữa ha. Yeah. Hai người sẽ kết nối với nhau. Yeah. Bây giờ mình giới thiệu về nhau đi, mời bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Và chào bạn bên kia. Và chào quý vị khán giả trong đường quay. Em tên Lê Tài Đông Tiến, quê ở Long An, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ, trong phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh? Dạ, đó là trong kinh doanh bán hàng cho công ty. À, trong phòng kinh doanh. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 34 tuổi ạ. 34 tuổi. Nhưng mà hiện giờ là Tiến đang làm việc ở đâu? Dạ, ở quận 8 chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào anh bên kia luôn ạ. Em tên Trần Thị Mỹ Hiền, em sinh năm 85, em 32 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện em đang sống ở Sài Gòn. Rồi, mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang kinh doanh mỹ phẩm online chị ạ. Rồi, 32 tuổi, Bạc Liêu, đang sống Sài Gòn, quận mấy? Dạ, em ở quận 11 chị. Rồi, quận 11. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, thì em thấy em cũng trầm tính, nhưng mà thật ra em cũng vui vẻ và thân thiện. Em cũng hiền, với lại thấy dễ xúc động giống như chị Cát Tường. Vậy hả? Mỗi lần em coi mấy cái chương trình á, mà có mấy cặp mà dạy như đổ vỡ lần đầu rồi cái đồng ý bấm nút hẹn hò, thấy chị khóc cái em coi nhà em cũng khóc theo. Rồi vậy bữa nay chị cười không để cho em cười theo nha. Dạ, em... cho bên này may mắn nha. Rồi mình còn mình có điểm yếu gì nữa không? À em có tật thì xấu gì không? Em cũng hay quên lắm chị, chắc là cũng có tuổi. Với là em nhiều khi cũng hay nóng tính, này cũng hơi kỹ tính quá. Có thể mình kỹ tính quá đó, cho nên nhiều khi mình khó đó. Mình bớt kỹ chút xíu đi, kệ dễ dễ chút đi em. Dạ. Yeah. Rồi mời bạn trai bên kia. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nói cho bạn gái bên kia biết. Dạ thì điểm mạnh của em á thì em sống rất hòa đồng, vui vẻ, chân thật, chung thủy lắm mà. Đúng, quen người nào là chung thủy người đó. Thấy không? Đúng rồi. Rồi vậy là khỏe rồi. Khỏe. Có tật xấu là gì không? Thì cái tật xấu thì ngủ rồi sao không? Hay ngái. Hiểu ngái hả? Này đàn ông hay nhiều người bị lắm. Không sao. Ngủ tật gì xấu hơn ngái không? Xấu hơn hả? Ừ. Nhát gái lắm. Nhát gái là tật xấu hả? Thiệt. Bởi vì hồi lúc trước thì em cũng có lên đây thành phố làm ở trong công ty á. Rồi có cái gì đó làm ở trong đó là căng tin. Ừ, có gì? Đứa con gái thấy em cũng dễ thương đúng không, hiền, cái là mai kêu nó quen con của gì đó, cái cuối tuần hay gì cái rủ em kêu là dẫn con của gì đó đi chơi, mà cứ đi chơi vậy đó mà không biết làm gì hết. Nắm tay không nắm tay nữa. Thiệt á hả? Nói thật luôn. Thôi, cái xong cùng. Cái có cái anh đó anh vô làm thấy người đó dễ thương, cái rủ đi chơi đâu có hai ba lần cái cù dính người đó luôn, lại mất cơ hội đúng không? Đúng. Tại vì nhát quá mất cơ hội đúng không? Nhát.
Mà đặc biệt á, đặc biệt cái người đó có con rồi, cái quay lại nói với em biết nói sao không? Sao? Tại hồi đó anh hiền quá, bởi vậy anh mới mất em. Đúng rồi, hiền quá cũng là một cái rồi cái điểm không thuận lợi trong tình yêu. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em cũng trải qua được 3 mối tình rồi chị. 3 mối tình. Mối gần nhất thì cũng chia tay cũng khoảng năm mấy 2 năm rồi. Dạ thì quen cũng được năm mấy rồi xong sau đó anh đó đi cưới vợ. Lý do sao vậy? Thì em cũng có hỏi thì anh đó nói là sống để vậy chết mang theo thì thôi em không hỏi nữa. À là không nói lý do hả? Dạ. Nói gì kỳ vậy? Mình có tự tìm hiểu mình lý do tại sao không? Dạ thì em cũng có giống như là anh đó dạng như đang quen lần hai người á chị. À. Bên kia là 3 mối tình đúng không? Dạ. Bên này mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình chính thức. Chính thức là làm gì được người ta rồi? Chính thức là phải có nắm tay, phải có ôm hung. Em chưa kể hết. Rồi đó. Lúc đó là mình cũng rút kinh nghiệm rồi. Ừ. Cái quen cái người cũng làm chung công ty nữa. Ừ. Rồi xong cái thì từ đó là quen rồi đó, thương đó cũng khoảng 5 năm. 5 năm? 5 năm. Trời chào chị Cát Tường. Chào em. Chị em kể chuyện hấp dẫn quá. Nên chị không thể kiềm chế được, chị phải qua chị coi cái mặt người nào mà khờ dữ gì. Quen mấy mối tình mà không làm gì hết. Ở đó khờ chứ giờ hơi vàng vàng này. Giờ vàng rồi hả? Vàng. À vàng, vàng. Vàng mà tưởng đâu vàng rồi 5 năm. 5 năm thì cũng yêu nhau cũng mãnh liệt lắm ạ. Sao 5 năm rồi mà chia tay? Ừ. Nói chung thì quen nhau thì cũng thương nhau nhiều lắm. Cái cũng nhiều chuyện xảy ra rồi. Lúc đó chia tay cũng người đó cũng khóc dữ lắm. Mà ai chia tay ai? Thì hồi đó lúc đó là quen người đó đi lên Đồng Nai chơi người bà con trả nó xong vô tình cái em gọi điện thoại. Cái không biết lý do sao có một người thanh niên bắt máy nói là bạn của người đó. Thì cái lúc đó cũng hợp hững rồi. Thấy cảm thấy như là bị tâm sự, lừa dối rồi. Bị gạt. Sau này mới biết là anh bà con chọc thấy giỡn chưa? Thôi. Tại em vậy? Thì đó. Tại vì mới nghe điện thoại sơ mà em đã khẳng định là người đó là người yêu của ta rồi. Thì bởi vậy cũng có một phần do em. Do em hết chứ, rồi tự nhiên cái bỏ người ta. Thì rốt cuộc nói thương xong chưa gì hết cái người đó. Em chậm quá. Thì bởi vậy giờ phải lên đây rút kinh nghiệm. Lên đây được, bấm nút, nắm tay, hung, về cưới liền. Không, em có dự định rồi. Hả? Có dự định rồi. Lên đây đúng không? Gặp người đó, cảm thấy hợp ý, bấm nút, về nói ba mẹ, cưới liền. Cưới liền, chính xác. Nhớ nha. Vậy đi. Rồi, bây giờ em muốn kiếm một người vợ như thế nào? Thì người đó cao 1m55 trở lên. Rồi. Sống vui vẻ, hòa đồng với nói chung là có hiếu với gia đình là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Biết quan tâm với gia đình vậy đó. Có làm dâu không? Cái này là em sống tự lập mà. Đó giờ em sống trên đây 16 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Chưa có nhà riêng. 16 năm mà tại sao không có nhà riêng? Tại vì làm á thì ở công ty luôn, ngủ ở công ty luôn. Vậy tiền đâu? Tiền gửi ba mẹ giữ giùm. Ờ, là có tiền đúng không? Thì bây giờ có tiền, được cái là ba mẹ giữ. Sau này có vợ, ba mẹ trả lại. Vậy được, phải mua nhà. Chứ không để lấy vợ. Đúng rồi, sống để mua nhà. Đúng rồi. 16 năm ta gửi ba mẹ ta đủ mua nhà rồi. Phải nói cho biết chứ, tưởng 16 năm nay là đưa cho em nào rồi. Gọi là hỏi cái cặn kẽ quá. Được rồi, đến qua anh xem bên đàn gái sao mình làm luôn ha. Một đàn gái. Nãy giờ anh nghe anh nói chuyện anh đánh giá thế nào về anh ấy? Dạ em thấy anh đó cũng vui vẻ, lại biết tự lập hay cũng tốt. Không, anh vui lắm. Thiệt, anh rất là vui. Vui lắm á. Đúng. Cái hay nhất là anh rất là thật. Nãy giờ anh kể những câu chuyện rất là thật ha. Cái đó là cái gọi là ưu điểm của anh đó. Đúng rồi, anh sống rất là thật em ơi. Chứng minh luôn mà. Rất là thật luôn. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Mẫu hình của em á. Dạ thì em cũng thích mẫu người tự lập anh. Tự lập. Với lại điềm tĩnh chút xíu, có ý chí chịu khó được rồi. Rồi, có anh mẫu có, đó. Anh có. Anh có. Không này có, nói có. Làm như muốn vợ lắm mà sao? Không, muốn vợ rồi, muốn vợ dữ lắm. Trời ơi. Đã lên đây là nhất quyết phải cưới vợ mà. Có. Anh ghét cái gì là ông nhất? Em không thích hút thuốc anh. Thôi, hên quá, anh không hút thuốc, không nhậu luôn. Gì nữa? Với lại tính toán quá. Tính toán? Không, anh sống rất phóng khoáng rồi nha. Gì nữa không? Như có gì đó. Như đó thôi đủ rồi. Được không em trai? Ủa trời quá đủ quá. Ngon lành. Bạn trai hôm nay đi với ai nè? Dạ em đi với ba, với dì Dượng, anh hai, mợ hai, với một bạn thân. Cả ba, nhà luôn rồi, gần như cả nhà rồi. Đúng rồi, lên đây là phải có niềm tin, đúng động rồi. Lực quyết liệt, động lực đúng luôn rồi. Mẹ
mẹ ở nhà. Rồi cho gặp bác trai đi. Mẹ ở nhà vẫn ủng hộ con. Mẹ sao mẹ không đi? Tại vì mẹ ở nhà làm công việc. Đang sửa nhà, sao nếu sửa nhà xong là cứ vợ luôn. Ừ, hay quá. Rồi, gặp bác ơi. Dạ, chào bác trai. Chào Hoàng Linh. Dạ, chào bác. Chào các bạn. Dạ, chào bác. Tôi là cha của Tiến. Thì tính tình của Tiến thì nó kể nãy giờ thì cũng đúng y như vậy. Nó là cũng ngoan, hiền, có hiếu thảo với cha mẹ. Thật sự là từ trước tới giờ là độc thân, chứ ngoài ra là chưa có gia đình. Yeah. Thì hôm nay là đến đây để có sự hò hẹn của chương trình. Thì tôi cũng mong muốn là hai cháu tìm hiểu với nhau rồi bấm nút rồi theo bác về quê. Đó. Tuổi có quan trọng không bác? Ví dụ tụi nó hợp ý mà không có tuổi nó không hợp thì sao? Hai đứa miễn thương nhau là được rồi. Hay quá, vậy là được rồi. Cảm ơn bác. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với ba người em và con với lại ba bé đại lý của em ạ. Đâu rồi, cho gặp bên nhà gái đi. Ai bạn nào đại diện nè? Ai đại diện nhà gái nào? Dạ, em là em họ của chị Hiền. Đúng như cái tên Mỹ Hiền thì chị rất là hiền. Chị rất là xinh. Dáng thì ok luôn. Nói chung là em thấy hai người rất là hợp, em ủng hộ 100%. Được rồi, nói chung á, cặp này cô gái bên kia rất là dễ thương đấy, Tiến. Dạ. Kéo màn lên. Lớn cho hai cặp đôi trẻ nào. Kéo màn. Đó, Tiến, Tiến cái Tiến. Anh có quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Tới luôn. Rung quá, chứ tự nhiên gặp mặt rung quá. Hẹn liền. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh ngoại hình cũng ok. À, cảm ơn. Nhìn anh cũng hiền, dễ thương. Dạ. Thì anh cũng thấy em cũng vui vẻ. Nãy giờ em nói cũng thấy vui vẻ, thấy cũng hòa đồng. Thì tính tình của em nãy giờ em nói thì anh thấy cũng hợp với anh lắm. Anh cũng mong rằng anh với em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu gì nhau. Chưa gì cho cơ hội rồi nói cái gì chứ. Hát bài nữa tặng em đi cho nó bớt rung đi. Rồi em xin hát khúc thôi. Chứ giờ em cũng rung quá, giờ em cũng hồi hộp quá. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu chưa. Thôi hết rồi. Nếu mà anh với em bấm nút hẹn hò để em quyết định chừng nào lập gia đình. Dạ thì tìm hiểu thế nào cũng được anh. Nếu mà lập gia đình em muốn mấy đứa con? Cái đó thì ông trời ông cho nhiều thì được nhiều. Mà anh thích đẻ đông con vui. Anh lên đây em cũng hơi run. Thì giờ anh nói thật lòng với em, nếu mà đến chương trình này thì anh với em cũng là cái duyên rồi. Bởi vì mình phải tạo cái duyên này để mình tìm hiểu nhau, cho cơ hội hỏi để hiểu nhau nhiều hơn. Thì anh mong em bấm nút với anh. Thì cụ không bấm sao? Không bấm hả? Không bấm... Bấm không em? Anh không, không có hỏi. Hồi đây anh chỉ cái nút nha. Trời ơi. Đây cái nút này nè. Cái này, đây. Muốn vợ quá rồi. Mày đặt tay vào nút bấm nha. Lo chỉ ta hồi không bấm không kịp nè. Tôi đếm lẹ lắm à. 1 2 3 hết thời gian. Chạy qua kia bấm luôn. Bấm tay luôn, làm luôn, tới luôn nào. Đúng rồi. Ai nói rồi? Vô, giờ tới lúc này vô. Thôi, cho anh xin phép không em. Dạ nói với ba đi, nói với ba dạo gì đi. Dạo này rút kinh nghiệm rồi. Nói với ba gì đi. Ba thấy con dâu tương lai sao ba? Ba thấy ba có dâu rồi. Dạ. Dâu dễ thương. Dạ. Ba cũng cảm ơn chương trình. Con nói gì với bác đi. Dạ con chào bác, thì con cũng không biết nói gì nè. Chỉ chúc bác thật nhiều sức khỏe hả? Con xin hết. Dễ thương rồi nha. Rồi đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Chúc các bạn xem phim thật là hay. Là vui. Gửi tặng hai bạn đây là một phần quà, đó là bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm Hura Daily được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty BBK. Và quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay vẫn nắm tay. Rồi nắm tay thì chặt nha. Rồi đi xem phim, tìm hiểu nhau. Rồi chúc hai bạn rồi, hạnh phúc. Hạnh phúc nha.
nhớ xuống dưới nha, tâm sự chia sẻ hôm nữa nha. Lúc em thấy ương con bướng, mẹ em mà có làm cái gì thì em cũng cứ kệ. Nhiều khi mẹ nói không được chứ bạn gái nói là được liền. Sao em muốn ngủ chung rồi giờ sao? Anh sẽ là người ngồi tặng em thức suốt đêm để xem em ngủ. Không, tạo làm thức suốt đêm được. Bây giờ chúng ta phải tiến tới cặp đôi thứ hai thôi. Đúng rồi. Đang vui quá mà. Cặp đôi thứ hai thôi quý vị. Mời bạn nam. Rồi, mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Đức Quang, sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Nghề nghiệp em là kỹ thuật cơ khí. Dạ, năm nay em được 30 tuổi rưỡi anh ơi. Rồi, Đức Cáp Quang, ế không, Đức Quang, 30 tuổi rưỡi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu rồi, đi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Thùy Dung, em 27 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang bán hàng online. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em nấu ăn dở lắm, em nấu canh đại dương. Thế là em hay suy nghĩ linh tinh. Em đi đường em hay khùng khùng, em hát này hát nọ. Mấy đứa bạn em chở em mà nói kêu em bị khùng hay sao em hát tiếp. Đâu đâu vậy em hát thử coi. À, hát sao mà hát lớn giống như đang hát ngoài đường nha. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Anh chả hay là bánh giò. Hôm nay em muốn đi ăn thật no, cho nên anh đừng tiết tiền. Ai 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 à, ai ai à, anh ơi đi nhanh thôi em đói rồi. Ai 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 à, ai ai à, anh ơi đi nhanh thôi. Ôi trời ơi, hôm nay em ăn cho thật đã đời. Ăn bớt bớt lại, đừng có ăn đã đời. Bạn trai bên kia, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Dạ em là người rất là vui vẻ và hòa đồng anh. Tốt. Khuyết điểm của em là nhiều lúc em hơi ương, ương bướng, lì lợm. Em đã không thích làm gì mà mẹ em mà có làm cái gì thì em cũng cứ kệ, coi như là không nghe thấy gì. Trời ơi, vậy là hơi lì rồi đó, mẹ nói mà không nghe. Nhưng mà với mức độ nào thôi, lì quá cũng không được anh này. Nhiều khi mẹ nói không được chứ bạn gái nói là được liền. Có thể gì vậy? Là em cũng lì mà chị. Có lẽ nhiều lúc em tính em hơi trẻ trâu anh này. 31 rưỡi rồi mà còn trẻ trâu. 30 rưỡi thôi. Rồi bạn gái, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình, chia tay cách đây hơn 1 năm. Lý do tại sao chia tay, mình quen được bao lâu rồi? Dạ quen được 3 năm, tại vì người ta có gia đình mà em không biết á. Cái gì? Có gia đình mà em không biết. Lúc mà quen nhau thì cũng gặp nhau ít lắm chị. Rồi khi mà muốn tiến tới có giấy xác nhận độc thân á thì bạn nó không có, và biết rồi thôi, không có quen nữa. Thiệt tình, thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai em có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì trẻ trâu thì em nhiều lắm chị ơi. Ba em bị mất 3 con gấu bông rồi chị ơi. Nghĩa là em không có mối tình chính thức nào hết. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một đối tượng như thế nào để hợp với mình? Cao một khoảng 1m55 đổ xuống được anh ơi. Tại vì em cao 1m67. Khi mà mình mà muốn hôn ấy, mà người bạn gái mà lùn mà kiễng lên hôn, trời nó đã, trời nó lãng mạn lắm anh ơi. Cái gì vậy, cái gì đã? Ôm vai mình mà kiễng lên hôn mình, trời ơi. Thôi rồi luôn, tuyệt vời. Tưởng tượng ngon quá ha. Dạ. Ngon ghê. Vụ này cũng lạ nè. Bên kia cưỡng lên được không? Dạ em cao 1m58 anh ơi. 10 phân dưới đường tay. Được rồi. Không thôi anh bé em lên đi. À. Ôi vậy thì tuyệt quá em ơi. Lãng mạn quá. Em muốn tìm mẫu người như thế nào nữa? Đừng có vô tâm quá. Nếu mà quen nhau mà cảm thấy có những gì đó mình không hợp với nhau thì mình sửa đổi cho nhau thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Anh ấy lười này, rồi hay chọc ghẹo những người khác đó, em không thích. Thấy gái xinh cái là ghẹo ghẹo. Trong mắt đó chỉ có mình em thôi là chỉ mê mình em thôi. Không có đúng không? Dạ. Em nhát gái lắm anh ơi. Em cứ nhìn thấy người mình thích em không biết nói gì. Để chị qua chị coi bên này. Dạ em chào chị. Chào em. Trời tóc màu đen quá ha. Không, em này em đang giận em cắt tóc quá trời luôn đấy. Sao vậy? Tự nhiên cắt cho em ngay cái đầu trẻ trâu quá. Em nói em thích trẻ trâu mà. Tính em hơi trẻ trâu chứ em không thích trẻ trâu. Nhưng mà hôm nay em cứ ngồi xong và cắt cho cháu đẹp đẹp tí. Cắt hồi ra cái đầu. Người ta thích trẻ trâu mà cái ông hớt tóc hớt cái đầu trâu. Đúng hết đầu trâu luôn, em giận ông quá trời. Mấy luôn, em đang bắt đèn ông ấy. Hôm nay lạ em lại được đi chương trình nữa. Cái đầu có mấy cộng, trâu nó có mấy cộng đầu nè. Mình đã chuẩn bị cái gì cho đám cưới cho em? Thì tùy bạn nữa, em cho bạn nữ sắp xếp hết. Chị ạ, quan trọng là khả năng của mình như đến đâu rồi mình về mình
hai đứa cùng cố gắng là chị ơi. Rồi lấy nhau về mình ở đâu? Ở nhà em chị. Là làm dâu đúng không? Dạ, ở ra riêng cũng được chị. Vợ em là nhất, vợ là số 1. Về kinh tế trong gia đình ai giữ? Dạ, ai vợ giữ chị à. Em không giữ được tiền. Ủa mà có men không vậy? Có. Sao ngồi xuống đây cứ eo vậy? Em run quá. Có, nãy ta cùng em tham dự chương trình này á, em tham dự chương trình này là đám bạn thân nhà em không cho một đứa nào biết hết. Sao vậy? Bình thường em hay chôn tụi nó, là treo tụi nó là không có yêu này nọ. Bây giờ tự nhiên mình chỉ nó mà biết, cho nó chôn mình chết luôn. Rồi được rồi, để tôi thông báo cho các bạn của bạn coi TV. Rồi để anh qua anh coi. Một coi chàng gái trai có một cái đầu rất lạ và hơi nhút nhát. Gái, em có thích một sự lãng mạn, một sự gọi là nhí nhố trong tình yêu không? Tức là gọi là vui đó. Dạ thích. Nhiều khi cứ khuôn mẫu hay là xém số em cũng không thích. Đúng, anh này là có điều đó đó. Đôi khi nó giỡn tí, nó nhí nhố chứ tí mà nó vui. Hiền quá cũng được. Đúng rồi. Nó chuyện bự bự lên mới vui. Bự bự. Bự bự gọi là nhí nhố trẻ trâu á mà. Dạ. Nhưng mà anh nói rằng hai vợ chồng cùng nếu mà thương nhau thì hai người cùng gọi là làm ăn kinh tế đó. Thì em đồng ý chuyện đó không? Dạ được, bây giờ thì phải vợ chồng phải cùng làm với nhau chứ không lẽ vợ chồng đi làm vợ ở nhà không? Em muốn làm gì để phát triển kinh tế? Sau này em muốn kinh doanh buôn bán đồ ăn đồ uống gì ở nhà. Tức là em tự nấu luôn hả? Dạ. Rồi vậy tốt rồi. Được. Sao? Có thể mở một cái tiệm nữa cho vợ buôn bán được không? Dạ được anh này, cố gắng là được hết anh này. Có sự cố gắng là được rồi. Dạ. Bây giờ mình gặp người thân cái, em đi với ai? Dạ em đi với mấy đứa em, anh hai và bé song sinh với em. À rồi chào em gái. Dạ chào anh Quỳnh Linh ạ, à. Chào chị Cát Tường. Rồi ủa em là em hay là chị? Dạ em ra trước, em làm chị. À dạ thì ở nhà thì Quang hiền, ít nói, bé dễ thương và có cái nữa là thích âm nhạc đúng không em? Là Quang một tay trống đó. Chơi trống rất kỳ khôi và giữ nhịp rất tốt vô cùng. Em rất là thích khi mà nhìn Quang ngồi trên đàn trống. Đàn trống giỏi ha. Nãy giờ sống khoe hát được rồi. Rồi bạn gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với chị em, với em gái, với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Rồi. Dạ xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em thấy là nhìn cũng được, nhưng mà hai đứa thì lại có cái tính lì á, thì hy vọng là bạn trai sẽ nhường bạn gái xíu. Dạ em nhịn, em không cãi bạn gái bao giờ chị ơi. Em nhịn hết, có gì hai đứa về tối một phòng tâm sự với nhau nhẹ nhẹ thôi. Chứ trước mặt mọi người mà mình cãi nhau nó không hay. Rồi cũng thấy hai bạn có một điểm chung đó là rất là thích âm nhạc. Cho nên là vai chị thì cũng ủng hộ hai em. Cảm ơn hai chị ha. Kéo màn. Anh Linh à, run lắm, xinh quá anh Linh à. Dạ. Trời ơi. Dạ anh con. Gì bụm bụm hoài vậy, ngồi xuống đi. Em run quá chị ơi. Thấy sao? À, lần đầu tiên gặp nhau đấy. Em có nhận xét gì về anh không? Thì anh nhìn ngoài cũng được, như tóc cũng hơi ít. Không, không, không phải hơi ít mà do ông cắt tóc, ông cắt hết tóc của anh chứ không phải tóc của anh hết. Ủa vậy hả anh? Nè, chứ này tóc anh cũng nhiều. Em hỏi anh được không? Dạ được. Anh đang có mối quan hệ tình cảm nào khác không? Bây giờ là anh vẫn đang ế độc thân. Anh ở Đồng Nai mà anh ở đâu? Anh ở Biên Hòa. Em ở Long Thành. Long Thành nhà cũng gần mà, em ở Long Thành nhà chỗ nào? Ngay chỗ Vincom, ngay thị trấn anh. À, chỗ đấy anh biết. Hôm nào anh có thấy đạo không? Có. Em cũng có đạo. Rồi tốt rồi, cái này là tốt nhất nè. Ví dụ như yêu xa như vậy rồi anh sẽ làm sao để em tin tưởng anh? Ồ anh nghĩ đâu có xa đâu em. Cũng xa anh. Từ chỗ anh lên chỗ em có mười mấy cây rồi. Không xa như vậy thì một tuần anh gặp em được mấy lần? 7 lần. Có anh nói nha. Có. 7 ngày. Thấy không? Trừ khi anh công việc anh bị tăng ca gì anh không đi được thì anh không lên. Trừ bớt đi số ngày chứ không mà anh giản là cứ 7 ngày. Nhớ nha. Ủa mà anh ngày nào gặp em rồi thời gian đâu rồi anh đi chơi bạn bè anh nữa. Anh đến tuổi này bạn bè anh giờ thì nó cũng an cư lạc nghiệp hết rồi em ơi. Thì chỉ thỉnh thoảng thôi thì anh dẫn em đi cùng. Được nha, anh có nhậu không? Anh uống được có 2 lon em ơi. Anh uống lên lon thứ 2 là bắt đầu là quên cả lối về. Lon thứ 3 cái là không cảm xúc. Lần thứ 4 cái là bay luôn. Cảm nhận của em người đối diện thế nào? Bây giờ trong lòng em thấy thế nào nào? Nhìn em thì đúng người, mẫu người lý tưởng của anh luôn.
anh hơi nhát nên không biết em có. Anh nhát là nhát sao? Nhiều lúc không dám nắm tay hay là vâng, đúng rồi, không dám nắm tay em gái. Chứ tại vì có cái chỗ dưới chỗ em ấy cũng có một cặp kia mà bạn nam ấy, thì bạn nam với bạn nữ thì kiểu như là ăn cơm trước kẻ rồi có thai với nhau, thì người nhà bạn nam mới hỏi bạn nam là mày làm gì mày để nó vậy. Bạn nam kia bạn nói là con có làm gì đâu mới có nắm tay. Thế bây giờ từ đấy đi cái truyền thuyết mà nắm tay mà có thai đâm dám sợ không dám nắm tay vậy. Trời đất ơi. Nói thiệt nói chơi vậy? Thật anh Linh, có thật. Hồi nãy anh cũng đặt vấn đề một cái câu hỏi nè. Thí dụ có một bạn gái, hai người yêu thương nhau lắm. Bạn gái chủ động nói thôi đêm nay vô khách sạn mình nghỉ ngơi một chút được không? Thì lúc đó em giải quyết làm sao? Cái này khó quá anh Linh nha. Một là tới, hai là thôi. Vâng, thì em cũng vô khách sạn với bạn đấy. Mình nói chuyện xong rồi thuê hai phòng, mỗi người phòng cũng. Nhưng mà em sợ ma lắm. Sao em muốn ngủ chung rồi giờ làm sao? Thì em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Lạnh lắm. Anh sẽ là người ngồi cạnh em thức suốt đêm để xem em ngủ. Không, xạo làm thức suốt đêm được. Thật, anh nói thật. Lỡ em sợ ma quá, em muốn ôm anh rồi sao? Khó quá em ơi. Anh không thích rồi hả? Có, thích nhưng mà hả? Có nhưng mà khó quá. Sao khó? Nó nhiều lúc xảy ra cái chuyện không hay ấy, làm sao? Chuyện sao không hay thì do anh kiềm chế thôi chứ. Làm gì ngủ éo hoài vậy, tôi mệt ghê luôn á. Khó quá chị ơi. Đâu biết sao ta. Rồi, lại, lại, sao lại ta? Mà cho nó ẩm cái coi, mệt quá, đứng lên. Ẩm thử coi, hồi nãy đòi ẩm, muốn ẩm gì đó, ẩm lên nổi đâu. Ẩm đi. Thử đi. Ẩm nổi thì gã, không nổi nghỉ về. Rồi, được rồi. Trời ơi. Tôi lại chỗ cho bạn trai. Đây là một cô gái khá thông minh đấy. Dạ. Cô ấy rất là bản lĩnh đó. Thôi, để tay mình bóp. Cái bóp quẹo miếng ngón tay hết rồi. Trước khi em bấm nút, em nói gì bạn gái một câu nào thật tình cảm nào? Thì nãy giờ trên mình gặp nhau trên đây thì chắc chưa có hiểu hết về nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội tìm hiểu về em này, để em có thể hiểu rõ được con người của anh. Em hy vọng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời em. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay cô ấy liền. Nắm liền, nắm tay cô gái. Có những cái lúc mình phải mạnh mẽ lên em ha. Mình là đàn ông mà. Nào hôn cô gái đi. Mình ngại lắm. Đừng có nói là tôi. Đây nè, em coi cô gái nè. Em gái hùng ảnh cho anh. Thấy chưa? Tuyệt vời. Anh thích với cô gái như thế. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn. Đây là bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek của Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux. Gửi tặng cho hai bạn sản phẩm Hura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty BBK. Dạ, em cảm ơn chương trình rất nhiều đã tạo điều kiện cho em có được người yêu lý tưởng. Nhớ giữ lấy cô ấy nha. Dạ. Nắm tay thật chặt, đừng buông nha em trai. Dạ, em đâu buông, nói rồi em đâu buông. Đừng buông nha. Em cầm vô quà và em đâu buông. Đúng rồi. Được quá. Một tuần 7 ngày nha. Ừ. Tươi. Không, mà tôi chưa thấy cái anh nào mà nắm chặt cái tay cô gái vậy, nắm mà quẹo tay người ta luôn kìa. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá, thích hơi xề xà một chút. Nó đây ở đâu có dọn đâu, cả tuần không dọn. Dạ. Nghe cái đó em thấy khoái rồi. Thôi. Khoái. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái ngồi. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả cùng chị Cát Tường và bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thiện, em năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Đắk Lắk. Và công việc của em là làm nhân viên viễn thông Viettel ạ. Tức là Thiện ở Đắk Lắk luôn. Dạ đúng rồi. Vào để tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hoài Linh.
Chào anh Quyền Linh, chào anh Nam bên đó. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Tô Đình Ngọc Diệu. Em 27 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Ngọc Diệu 27 tuổi, tức là lớn hơn Thiện 1 tuổi. Dạ. Có ngại gì vấn đề đó không các bạn? Dạ không sao anh. Diệu là đang làm công việc gì? Dạ em là bác sĩ. Hiện em đang làm ở trường đại học Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk đó chị. À, đâu hai bạn hỏi thăm coi mình có ở gần nhau không? Em ơi, nhà em ở đâu vậy em? Dạ, nhà em ở huyện Krông Búc ạ. Em làm ở Buôn Ma Thuột. Em làm trên đó lâu chưa? Dạ, em ra trường được 3 năm là làm được 3 năm rồi ạ. Nhưng mà em vô Sài Gòn học nâng cao ạ. Em học lên gì em? Dạ, em học thạc sĩ ạ. Thạc sĩ, à, khát vọng cũng cao lắm ha. Thạc sĩ rồi tiến sĩ đúng không em? Dạ, tiến sĩ chắc chục năm nữa anh. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ, em đang làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ ở Sài Gòn. Một năm nữa em sẽ về Đắk Lắk làm. À, hiện tại là đang ở thành Sài Gòn. Một dạ. năm nữa mới về lại Đắk Lắk. Dạ, đúng rồi. À, ráng đợi một năm đi, rồi mình sẽ về quê luôn. À, rồi bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì, Diệu? Dạ, em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Trời, biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chị. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Như vậy là quá tuyệt vời. Cô bác sĩ bên kia hơi đa tài đó nha. Nếu mà là bác sĩ thì chắc nhà em rất là hợp. Tại vì nhà em có anh làm dược sĩ, rồi có anh đầu làm bác sĩ đang làm ở trong Đồng Nai. Còn em là gì sĩ? Dạ em cũng có chút nghệ sĩ anh. Có không? Dạ có. Có biết hát hò gì không? Dạ em biết hát rồi, biết chơi đàn. Ồ vậy là cũng nghệ sĩ rồi. Dạ. Anh nghĩ rằng là em hát một cái bài nào đó cho nó không khí thử coi sao. Dạ có cái đặc biệt là em muốn hát trực tiếp cho bạn nữ nghe. Trực và tiếp em, em sẽ hát bạn nữ qua một cái điện thoại. Là sao? Dạ. Là gọi điện thoại đó hả? Dạ gọi điện thoại. Em hay hát cho bạn nữ nghe qua điện thoại di động. Vậy giờ lấy điện thoại di động ra đi. Dạ điện thoại không có anh. Em sao là có chuẩn bị một điện thoại khác đặc biệt hơn anh. Thoại gì? Dạ dạ đây ạ. Dạ. À cái này trò chơi ngày xưa đó mà. Dạ đây là chiếc điện thoại đầu tiên em xài anh ạ. À bây giờ anh sẽ chuyển điện thoại qua anh kia cho bạn gái nghe ha. Muốn hát hò gì đó hát. Rồi đây trái tim này nằm bên kia. À, tôi nghi lắm rồi, tôi nghe, tôi biết cái lon rồi. Đó. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo, alo em nghe rõ không em nghe ơi? Nghe rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy giọng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm. Đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. Và xin hết. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Không có cái lon này nghe rõ không? Cũng rõ. Rõ luôn. Nói chung bạn trai muốn nhắc về một cái ký ức ngày xưa ha. Quan trọng là cái điện thoại có trái tim rồi, nha. Cái này để giữ làm kỷ niệm ha. Rất lãng mạn. Chút xíu hai bạn đem về để ở chung phòng á. Rồi cái mình gắn mỗi đứa nghe cái cho nó chơi. Bữa nào gây lộn cũng gắn cái này nghe. Cãi nhau cũng vui. À hai bạn nãy giờ mình nói ưu điểm, mình chưa có ai nói khuyết điểm hết ha. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là về giao tiếp. Người ta nói là bị chậm một nhịp đó chị. Nên là trong giao tiếp thì em thường hay cười trừ, chứ đối đáp thì cũng không có nhanh chạy cho lắm. Người giỏi cái này phải giờ mà dở cái khác. Bạn trai có khuyết điểm gì không em? Dạ tính em hơi bề bộn cẩu thả. Ở nhà đồ đạc em hay vứt lung tung, nhiều khi em không có nhớ. Nhỏ em hay có tính là tẩy máy. Đồ đạc ở nhà là không bao giờ yên với em hết á. Tivi hay tủ lạnh gì là em hay tháo ra em coi hết trong đó. Ráp vô. Dạ, mà ráp vô có lần không coi được anh. Thiếu đúng không? Thiếu hoặc là dư. Em ráp vô không biết sao, em ráp y chang gì mà không coi được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai? Sao vậy? Lý do?
Cũng giống như là trong giao tiếp em bị chậm một nhịp thì trong tình cảm cũng giống vậy á chị. Em cần nhiều thời gian để mà có thể... Trong điều trị em có chậm một nhịp không em? Dạ không, trong điều trị thì chậm mà chắc em. Đúng rồi, trong điều trị mà chậm một nhịp là hậu quả nghiêm trọng lắm á. Bạn nam nói chung cũng phải kiên trì một tí thì mới có thể làm cho em rung động được. 27 năm nay thì chưa có ai đủ mặt dày để rước em đi. À, dạ, phải kiếm một người có mặt dày mới được đúng không? Mà hồi đó giờ chưa có ai đeo đủ em luôn hay sao? Dạ có, nhưng mà họ không có kiên trì lắm. Em hơi lơ lơ cái là họ cũng dê luôn. Mà em có thích người ta không mà em lơ? Chưa thích chị, chưa thích lắm. Tại vì em chưa thích lắm, chứ nếu em thích lắm em đâu có lơ. Hy vọng bữa nay không có lơ nha. Em có kiểm tra lại cái giới tính của mình không? Nhiều đêm cũng vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhưng mà trước giờ chưa thích bạn nữ nào theo cái kiểu đó hết. Nhưng mà vậy là em chưa có được nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ. Chưa có. Dạ. À, bạn trai thì sao? Có mối tình nào chưa em? Dạ, em thì từ trước đến giờ thì em đã trải qua 2 mối tình. Dạ, mối tình thì từ thời học sinh sinh viên. Bỏ qua mối tình mới nhất. Mối tình mới nhất thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Tại vì vấn đề bên đạo. À rồi, thôi chuyện đó mình phải chịu thôi ha. Chuyện cũ bỏ qua. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao em trai? Dạ, có chút nữ tính với lại... Có chút nữ tính thôi hả? Dạ. Bên kia có chút nữ tính đó. Mẹ em thì không có con gái cho nên là ba mẹ cũng rất là thương nếu mà ai chịu đồng ý về làm dâu nhà em. Rồi, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người có thể khiến em cười cả ngày. Chỉ vậy thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ngoại hình, tính cách. Ngoại hình thì nói chung nó chỉ là cái phần giá trị gia tăng thôi. Đẹp trai thì tốt, mà không thì cũng không sao. Có cái điểm nào em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá. Thích hơi xề xòa một chút. Nó đây ở đâu có dọn đâu, cái tuần không dọn dạ. Dạ em nghe cái đó em đúng rồi. Khoái rồi. Nói coi, khoái em. Mốt em về em dọn chết luôn á chứ em khoái cái gì không biết. Dạ em thích dọn dẹp nhà chị. À, thích dọn dẹp nhà vậy là làm dâu được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. À, chừng nào đám cưới được em? Dạ nếu tốt thì khoảng chừng 1 năm đến 2 năm chị ạ. Ví dụ sau này lấy cô về rồi nhưng mà cô vẫn muốn học lên nữa, cô học lên tiến sĩ nữa. Dạ học được hết chị. Cho. Sao chị? Dạ được. Rồi có phụ cô nuôi con chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho cô đi học không? Dạ cái đó thì em biết làm chị ạ. Cái em có chắc thể à? Dạ chắc chị. Có ga lăng không? Dạ em thì cũng vừa vừa chị. Không thấy nghĩ ra mấy trò đó là thấy vui rồi. Dạ. Cố gắng cứ lâu lâu tạo ra trò vậy là hạnh phúc rồi đó. Dạ. Nha. Rồi mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với má với mấy dì ạ. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào cháu trai trên chào đó. Cô ạ. Dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình cũng thường theo dõi chương trình này lắm. Dạ. Thì mình thấy chương trình cũng rất là hay. Thì cũng chính mình là động viên Diệu là đăng ký chương trình để may ra là có một cái cơ duyên nào đó mà cháu có thể là có một tình yêu. Chứ vì mẹ thấy con 27, 28 tuổi rồi mà không dẫn bồ về nóng ruột lắm. Cháu bên này thì mới nhìn thì cái ngoại hình thì cháu hơi nhỏ con. Nhưng mà cháu ăn nói rất là có duyên. Nhìn thì cháu cũng hớn hỉnh, vui vẻ. Như vậy là vô là hợp với gia đình mình. Chứ cái cậu nào mà vô mà nhà mình thì hay nói giỡn, mà nói giỡn không hiểu là chết. Cậu thanh niên này thì nhỏ hơn con 1 tuổi thì má cũng thấy hơi lo lo. Là vì con gái mà lớn hơn tuổi rồi, không biết sau này con có già hơn cậu bên này không. Nhưng mà thôi thì cũng là một cái duyên. Cậu thanh niên này với con thì bấm nút tìm hiểu nhau đi, rồi là để mình có một cái mối tình đầu. À, má sợ con gái chưa có mối tình đầu hả? Cảm ơn cô. Trời ơi, có người mẹ dễ thương quá. Thôi giờ nói gì vài tiếng với cô đi. Nếu mà được phép mà chăm sóc bạn gái bên cạnh con cô thì con sẽ hứa, sẽ hết lòng chăm sóc cho bạn ấy. Nhưng mà với Diệu nó hơn con 1 tuổi. Dạ. Thì con có nghĩ đó gì? Thì cũng không có quan trọng lắm cô ạ. Dạ, miễn sao hai đứa mà hợp nhau là được. Rồi, dạ, cô yên tâm dạ. Rồi hả cô ha. Bấm nút đi, dạ. Kiếm mối tình đầu đi. Rồi, nay bạn trai đi với ai? Dạ, thì hôm nay thì em đi với anh trai em. Hả, anh ruột hả? Dạ, anh ruột. Anh cả hả? Dạ, dạ. Dạ, chào anh. Chào chị Tường và anh Linh. Chào tất cả các vị khán giả anh xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Văn Tiến. Thì... là anh cả của Nguyễn Văn Thiện. Em là bác sĩ làm ở Đồng Nai. Anh nhận xét cô gái như này như thế nào? Về cô gái này ngoại hình thì rất là dễ thương
và rất hợp với Hiền. Rồi bây giờ thì chúng ta kéo màn cho hai bạn gặp mặt đi. Mở rào. Lần đầu gặp em thì anh có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em rất là thích ạ. Còn cái này là cái quà em tự làm. Còn cái cây này là má em trồng ở Đắk Lắk đem vô. Rồi anh cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ tâm sự với nhau đi nè. Nếu mà hai mình quen nhau thì em nghĩ là mình bao nhiêu lâu sẽ tiến tới hôn nhân được? Nên là một năm trở lên thì mình mới có thể hiểu được nhau ạ. Một người đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Buôn Mê Thuột đó, thì chúng ta sẽ hẹn hò cách nào? Nếu mà em trống thời gian rảnh thì em có thể sắp xếp vào thăm bạn nữ được. Dạ em bây giờ đang làm đề tài thì cũng hay về. Em cảm nhận về người đối diện em như thế nào? Em cảm nhận thì bạn nữ nhìn rất là hiền, rất là nhân hậu. Gia đình có ở đây chắc ba mẹ sẽ đồng ý hết. Cảm ơn. Hồi nãy bạn gái nói là bạn gái làm đủ thứ hết trơn á, bây giờ em biểu diễn một cái tài lẻ nào đó tặng bạn trai được không? Dạ, anh có sẵn lòng ngồi nghe coi không ạ? Wow. Wow. Quá dữ luôn, thấy chưa, chịu nổi không? Chết rồi, chết rồi, chịu không nổi rồi. Bác sĩ cũng có bác một cái sĩ nha. Tinh thần nghệ sĩ nha. Anh có cảm thấy là nó hơi quá không? Không, cái này bây giờ thì mình thấy bình thường, em đâu có gì đâu. Cho cuộc sống nó vui hơn. Quá hay. Đâu có gì đâu mà quá đâu em. Không có gì phải bó buộc hết nè. Rất là dễ thương đấy. Lúc nào mà anh giận lên em nhảy bài hết giận. À, chúng ta nói xíu về tương lai đi. Tiền bạc ai lo, con cái thế nào? Thử xem một vẻ bức tranh hạnh phúc thế nào. Nếu sau này thì hai đứa có đến với nhau thì tiền bạc thì nếu mà em làm ra thì em giao cho vợ em giữ hết, em không giữ. Em cũng tự nguyện giữ tiền của anh. Con cái như thế nào? Anh thì anh thích là hai đứa con trai, một đứa con gái. Thì dạ, gia đình nó sẽ rất là nhìn nó lớn mạnh và nó ổn định. Con do ông trời ông cho thì mình nhận thôi chứ cũng không có tính trước được. Anh đến đây là anh mục đích chính là anh cũng muốn tìm một người nào đó để đi với anh trong cuộc đời này. Hôm nay anh đã tìm đúng người. Mong thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau để tiến tới một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp sau này. Dạ. Em cũng tới đây là cũng làm nghiêm túc muốn tìm một mối quan hệ để xây dựng gia đình. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta đến đây ai cũng vậy, rất là nghiêm túc. Thành ra không bấm nút vì bất kỳ điều gì mà chúng ta bấm nút vì trái tim của mình thôi các bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ủa, sao em? Em có bấm không chị? Em có bấm không? Có. Lo quá thì em bấm chậm đúng không? Em có bấm mà hình như nó chưa có vô. Đấy, một chút xíu trục trặc nho nhỏ. May mà cái duyên nó cũng đã đến ha. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Con xin phép con hôn bạn. Nụ hôn đầu đời đầu đó nha. Đấy. Bạn trai tuy là nhỏ tuổi một tuổi nhưng mà rất là chững chạc nha cô nha. Đấy, chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc sớm nhất. Chỉ chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng
đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà. Tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagyo ở tất cả các hệ thống Yagyo trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagyo trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagyo sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagyo Việt Nam. Rồi, hãy đưa nhau đến đập phim để chia sẻ, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Cái này vô đập phim hai đứa móc điện thoại nói chuyện với nhau vui lắm. Máng gì đi về luôn đi. Rồi, vô kia nói chuyện với nhau.